Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì em về được hai chiếc đẩy bãi đến từ thương hiệu là Prosso. Đấy, model là DAX4502. Đấy. 4502. Máy rất là chất lượng nha. Tất cả linh kiện trên đây là đều linh kiện nhập khẩu chính hãng từ Japan, Nhật Bản. Và công nghệ sản xuất là của USA. Nhưng dành riêng cho cái thị trường Trung Quốc nên là các bạn nhìn này, có tiếng Trung này, xong lại còn Mazda in USA thế này nữa thì tính tiền kiểu gì, đúng không? Con này là đời là 2005 nhá, sản xuất 16 tháng 2 2005. Đấy. Em về tổng cộng được 5 chiếc, nhưng mà do xe máy chở được có 2 chiếc nên là các bác thông cảm. Đây con này nó có là đẩy hai kênh nhá, input kênh A kênh B. Đấy. Công tắc xe planer vào hàng về. Cái nô này em phải nói thật các bác là nếu như đăng này là mất điểm, các bác sẽ chê là hàng đồng nát via chai rồi cái này cái kia. Nhưng mà nếu mà không ôm ngay ý, thì nếu mà chờ tổng kho người ta vệ sinh xong thì không đến lượt em ôm nữa. Khi người ta vệ sinh xong là có người khác lấy rồi. Nên đây là ôm đặt trước, ôm ngay, ôm nhanh còn kịp. Tức là ôm về xong vệ sinh thì là còn. Chứ mà chờ bên tổng kho người ta vệ sinh hộ xong nhá, người ta vệ sinh cái là bay luôn, không có ở cửa hàng, không có ở kho nữa đâu. Và sò ở trên máy này là sò Sanken các bác nha. Sanken 2SA 1494 và Sanken 2SC 3858. Đấy, sò công suất chính, còn sò đệm của nó đây, C5198 và A1941. Đấy. Tụ nguồn đây, tất cả tụ nguồn đây nhá. Topcom này. Tụ nguồn USA. Đấy. Nhiều con linh kiện từ Mỹ, nhiều con linh kiện từ Nhật Bản như sò. Riêng sò Sanken này, nếu mà trên thị trường mà các bác mua con đẩy bãi nào mà gọi là 16 sò Sanken, kiểu gì thì kiểu các bác mua cũng phải tầm 3,5 triệu đến 3,8 triệu mấy bãi nhá. Nhưng riêng nô này em ôm nô và được giá khá là tốt. Một cái là về vệ sinh nó hơi nhọc tí thôi, em bán giá giao lưu với các bác rất rẻ. Giao lưu duy nhất một chiếc cho các bác là 2,9 triệu, còn lại là 3,2 triệu nha. Một chiếc mà hàng cho các bác 2,9 triệu, còn lại những chiếc sau ấy, ví dụ chiếc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì là vào 3,2 triệu bao ship và bảo hành cho các bác là 6 tháng. Trong thời gian các bác sử dụng, nếu như có lỗi, bất cứ một cái lỗi lầm nào, các bác có thể hoàn trả. Đấy, các bác mất tiền ship rồi. Đấy, được chưa? Đây, máy về nó còn nguyên bụi này. Em đã nói rồi, nô này về nhá, ôm là ôm ngay, ôm về tự vệ sinh thì còn. Nếu mà còn để bên kho người ta vệ sinh hộ không có đâu, biến mất từ lâu rồi. Đây nha, về các bác đấu dây thì các bác đấu kênh A này, kênh B này. Còn hai cái cửa này, hai cửa này là cửa dồn kênh, tức là các bác cắm một tín hiệu đầu vào, ví dụ kênh 3, kênh A đi, sau đó các bác cắm rắc vào đây là đang dành dồn hai kênh là một. Đấy, nó có luôn cái chế độ nhanh đấy các bác nha. Nhiều các bác không biết là cứ hỏi thăm dò thế này đi kia. Các bác về đấu nhá. Đây, em lại quay lại chi tiết cho các bác xem này. Các bác về đấu là kênh N và kênh R. Còn cái kênh output này, đây là kênh chế độ dồn cầu, dồn hai kênh là một. Ví dụ các bác đang để cục đẩy này mở hết công suất và các bác tức là vặn hết volume đằng trước nha, mở tín hiệu vừa, các bác cắm dây loa vào đây nó kêu theo kiểu là không có mát, nó oang 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 ấy, không có tiếng bát, không có tiếng nời, tức là nghe không rõ. Nếu như nhạc tốt đấy, còn nếu mà nó lấy tín hiệu cái là nó sẽ ra công suất bình thường. Đấy. Lưu ý các bác về cắm kênh N hoặc kênh R, hoặc các bác nếu như con này các bác về đánh súp thì đơn giản thôi, các bác chỉ cần cắm một tín hiệu đầu vào, cắm kênh A hoặc kênh B tùy. Đấy, thường thường là cắm kênh A đây. Đấy, xong là cắm rắc vào đây, kênh này hoặc kênh này tùy. Đấy nhá, tất cả linh kiện máy móc đây là đều là linh kiện cao cấp hết. Quạt đây là ADDA nhá, quạt 12V 0.25A, quạt cao cấp đấy, nhìn cái quạt là biết ăn tiền rồi. Máy đây sử dụng là có 2, 4, 6, 8 tụ, 8 tụ các bác nha, không có nhiều lắm đâu. Sò Sanken 16 sò. Máy về chưa vệ sinh này, vừa mới mở ra các bác nha. Tụ 633V 10.000mi. Và sò Sanken này thì công suất là lớn lớn hơn các loại sò Toshiba rất là nhiều. Ví dụ như là năm 2003 thì là công suất trên dataset là vào 150W max ping. Tức là công suất tối đa của một con năm 2000 hoặc 1943 là 150W trên một con. Nhưng sò con này là vào 200W trên một con. Đấy. Như vậy theo mức tính công suất hiện tại của con máy này em tính là vào 800W một kênh. Bởi vì 8 con sò Sanken trên một vế và dòng tải nó rất là khỏe các bác nhá.
biến áp dây đồng rất là to, nên là con này các bác về đánh súp được mà đánh nói full ram được, tiếng rất là hay. 800W một kênh ở 8 ohm và 4 ohm là 1600W. Nếu như các bác dồn hai kênh làm một ở chế độ 8 ohm là nó vào 2000W trên tải 8 ohm nha các bác nhé. Đấy, khoảng tầm thế thôi, đây công suất ước tính nhá. Còn thực tế thì nó có thay đổi đi so với công suất ước tính rất nhiều, bởi vì công suất đây mình ước tính, còn công suất nhà máy người ta thiết kế nên họ đo thì nó sẽ khác hơi bị nhiều. Đây là máy này là vẫn chưa phải là máy đủ, bởi vì máy đủ ở đây các bác nhìn này, nhiều cái chân sò người ta có cắm đâu. Này, con này có chân này, con này có hàn chân đâu, đúng chưa? Đấy, tức là con máy này nếu mà bản đủ mà đủ sò san ken này thì nó là vào 1600 một kênh cơ. Bản đủ thì tụ nguồn nó lớn hơn, biến áp nguồn nó sẽ to hơn. Đấy, và máy nó sẽ nặng hơn. Hiện tại con này em chưa cân. Đây, các bác xem nhá, nó có hai cái volume vặn hai bên. Các cái hàng nút ấn này là để trang trí chứ không có sử dụng, bởi vì đời sau nữa thì nó có cái màn hình hiển thị LCD ở trong này. Đấy, thì các cái nút này nó sẽ là kiểu như là tinh chỉnh tăng bát, tép hay là cân bằng hay gì gì đấy. Đấy là các máy đời sau, còn đây nút ấn nó không có tác dụng, bởi vì em nhìn dây này không có dây, dây nó không câu vào cái nút ấn ấy. Máy về trong tình trạng là nguyên bụi nhá. Thì ngay sau đây em sẽ mở tháo công suất ra cho các bác xem, còn test ở trong clip sau. Bây giờ phải vệ sinh, có 5 con. Hôm nay chở được có 2 con, ngày mai ngày kia chở nốt, được chưa? Đấy, ví dụ anh em thợ nào mà bảo là chú để anh nô này, bắt tay các bác cái, sang tay. Sang tay. Đấy, các bác về tự dọn giá tốt. Còn nếu như em dọn rồi xong là các bác về là cứ thế vừa việc bán hay là việc chơi. Đấy, ví dụ các bác lấy có 5 con thì lấy cả thì lại giá lại khác. Còn giá bán lẻ thì em đã báo rồi. Giao lưu một chiếc duy nhất là 2.9 triệu, còn lại là 3.2 triệu bao ship. Giao lưu duy nhất một con là 2.9 triệu, không phải 1.9 triệu. Giao lưu duy nhất một con là 2.9 triệu và giá những con phải sau này là 3.2 triệu bao ship. Đấy, nên là các bác mà có khen chê hay là mắng mỏ hay là như nào tùy. Đấy, em bán nhiều khi mở hàng mở nô thì giá mở hàng nó tốt hơn một chút, bớt đi một tí, ăn nó vừa vừa thôi. Bởi vì bảo hành cho các bác, riêng cái chi phí bảo hành là cũng phải giữ ra tầm 300-500 nghìn một con để gọi là chi phí bảo hành. Nếu như không có cái chi phí bảo hành thì bán hàng thẳng cho các bác, về các bác tự no. Đấy, ví dụ về mà các bác lỗi cái thì các bác người già còn dùng trong một thời gian tầm 1 tuần hay 1 tháng hay là 6 tháng mà lỗi thì các bác tự no, thì lúc ý giá nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đấy, bên em nói thẳng luôn, chứ không như các cửa hàng khác là quảng cáo tung đốc nhà bay mái tôn nhà hàng xóm này thế kia, sau này đến lúc các bác nhận hàng thế nọ thế chai thì em không ưng. Như bên cửa hàng em là ví dụ hàng em gửi cho các bác có đẩy cái kìa lỗi, các bác giả lại, em giả lại tiền, nó nhanh thế. Còn các bác bảo là thôi anh tự trừ đấy, tùy tự trừ thì tùy. Nhiều các bác bảo gửi vào nơi lỗi mà thôi anh chú trừ anh 1 triệu, anh cả gửi lại chú không, em chỉ trừ 500 thôi, đây là phí vận chuyển rồi là các cái nằng nhằng, các bác thích thì trừ không thì thôi. Đấy, nhiều các bác thoải mái thôi, tùy. Ok, bây giờ em sẽ tháo phần công suất ra để cho các bác xem sò nhá, xem là em nói thật hay nói điêu, hay là các bác lại bảo em thần điêu đại hiệp thì vỡ mồm em. Đây các bác xem luôn nhá, C2SC3858 này. Đấy, và con đệm đây là xuất từ con này, nó kích vào cái chân B của con sò to này. Đấy, là 5198, công suất chính là 3858. Các bác tham khảo trên website của Sanken hoặc Dataset là vào 200W trên một con sò này, công suất tối đa. Nhưng mà thường thường ấy thì trên các dòng âm ly công suất thì khai thác chỉ được một nửa hoặc đến 80% là hết rồi của những con sò này. Đấy, đây là 2SA1494 này, và con kích đây nữa A1941, được chưa? Đấy, gọi là con kích, nhưng còn đây là con khuếch đại tín hiệu, sau nó dẫn đến chân B con kia. Đây, máy thì vẫn còn nguyên bụi đây nhá, không có bác này bảo. Bây giờ em sẽ vệ sinh, thì đây là cho các bác xem thông số rồi nhá. Cái biến áp nguồn, bây giờ em sẽ cho các bác xem cái điện áp của con biến áp nguồn này, xem là điện áp của nó là bao nhiêu vôn. Điện áp công suất của nó là 37V, 0V, 37V, 11V, 0V, 20V, 0V, 20V và 37V, 0V, 37V. Tức là con này là máy mạch Class Hass. Mạch này còn không phải là mạch đơn giản đâu, đâu nào. Của nó là xem là có mấy đuốt cơ. Đây, công suất này. Đấy. Tụ nguồn đây. Không phải Class Hass rồi, con này là AB. Em tìm không thấy búa hát không? Các bác thông cảm. Bởi vì đây nó có một cái dòng đối xứng ở giữa, đó là
20V, 0V, 20V. Cái loại ấy thì không biết nuôi cái gì. Hóa ra nuôi cái tầng family đây. Đấy. Con này là máy AB nhá, nhưng mà hiệu suất của nó khá là cao. 800W một kênh RMS mapping, tức là công suất tối đa là 800W một kênh ở trên tải 8 ohm, đo 1 kHz. Còn thường thường nó chỉ được 600 thôi. Thường thường 600. Cái 600 nó bé hơn cái to. Ok các bác nhá. Thì các bác nào quan tâm đến tải này thì lại trực tiếp với em. Thông số chi tiết thì em đã kể hết rồi. Bây giờ đến cái đoạn không vui tí nào, đoạn vệ sinh xịt bụi, đảm bảo là xịt bụi xong hai con đẩy này đi tắm là vừa. Bụi bẩn lắm. Vệ sinh hai con này mất thời gian lắm. Các bác nha. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau. Đây là buôn thật bán thật nha. Thế còn vào một số cửa hàng khác nó con này đẩy bãi Mỹ, có khối. Con này không có bãi Mỹ đâu, em nói trước đấy. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau.